sau khi ăn quá no thì nên phải lắc cho nó xuống rồi mọi người ơi, quá trời no rồi. Да не молятся, сын без отца, дочь без отца, но сломанной фэмили не сломать меня. Wow, nên đi Việt Nam chào buổi sáng cả nhà nha. Và chào ngày thứ hai tại Quy Nhơn nha. Các bạn ơi, các bạn có thấy không? Sáng ngày hôm nay Ninh thức rất là sớm nha, để đi một cái nơi mà có thể ngắm bình minh để gửi đến mọi người xem nha, đó chính là Eo Gió. Thì chút xíu nữa đây các bạn sẽ cùng với Ninh thưởng thức những cái cảnh đẹp hoàng hôn tại Eo Gió nha, của Quy Nhơn nha các bạn. Wow. Sáng hôm nay thì lại không thấy được những cái anh điện mặt trời rồi, mà anh đâu có tiêu rồi ta. Wow, thời tiết ngày hôm nay cũng khá là âm u các bạn ơi. Thì mong là chút xíu nắng đẹp lên thì Ninh sẽ gửi đến cho các bạn nhiều thức phim đẹp nha. Bye bye, giờ Ninh đi đây. Hey các bạn ơi, Ninh đang ở cái link để chờ xe tới nó mà đi nè các bạn. Thì chút xíu nữa thôi xe sẽ tới thì các bạn sẽ cùng với Ninh đi Eo Gió nha. Hôm nay mình sẽ khám phá Eo Gió của Quy Nhơn ha các bạn. Để mà đi qua Eo Gió nè, thì từ FLC Grand á thì đi qua Eo Gió khoảng 3,5 cây thôi, thì thời gian rất là ngắn, chắc khoảng 10 phút hả bác Tài? Chắc khoảng 10 phút thôi. Thì chút xíu nữa đây các bạn sẽ cùng với Ninh đi tham quan cái Eo Gió nha. Ninh mong rằng sẽ có những cái thước phim rất là đẹp sẽ gửi đến các bạn. Hay các bạn ơi, sau một thời gian đi xe thì Ninh đã tới được Eo Gió nè. Đó, sau lưng Ninh là Eo Gió các bạn thấy không? Và kế bên Eo Gió cũng đang là một cái điểm tham quan rất là mới nữa, đó chính là tượng Phật hai mặt. Đó các bạn thấy không, cái màu vàng này nè. Đây đó. Còn ngoài trước nè, ngoài sau lưng của Ninh nè, thấy không, là chỗ đậu xe. Và nhìn xa cho đây nè, đó là những cánh điện gió. Đó thì hồi nãy Ninh có hỏi rồi, nếu mà các bạn muốn qua bán đảo Kỳ Co á thì có hai cái đường để cho các bạn đi nha. Nhưng mà lại chút xíu đi vào trong đi, Ninh sẽ nói thêm ở một cái vị trí đẹp hơn, Ninh sẽ nói về cái bán đảo Kỳ Co. Giờ đi thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, đó, tiếp tục dùng cái tấm thẻ quyền lực này nha các bạn. Tại trong cái voucher của Ninh đó là được giảm giá, được miễn phí vé vào của cái Eo Gió này. Có mà mùa hè chứ mùa đây còn sấm đất không bảy động lắm ha. Cái bắp này mà ấy thôi là do nồm mà không đi dạ. Đấy mình có đi dịch vụ được chứ sống không chở đâu. Các bạn thấy không,
Ở đây á, là có thêm cái dịch vụ lặn ngắm san hô nữa nha, nhưng mà chỉ phục vụ vào mùa hè thôi. Tại vì thời điểm này á, là sóng rất là động, giống như ngày hôm qua đó, là nên không được xuống biển tắm luôn, là không được cho phép xuống biển tắm luôn. Thì các bạn thấy này, giá vé này nha, đó, lặn ngắm san hô 100.000 một người, soi cá đêm 100.000, cắm trại tại Eo Gió 850, 350. Đó, nếu liều nhỏ, liều lớn, thấy không? Thì dịch vụ ở đây nó có luôn, là số điện thoại nè. À, còn cái khu này là khu Safari. Còn cái giá vé Eo Gió là bao nhiêu vậy anh? Eo Gió 25.000 hả? Rồi, còn nếu mà các bạn đi mà tham quan cái Eo Gió này không á, thì giá vé là 25.000 nha. Đặc sản ở đây là mấy các bạn này nè các bạn. Lên tới các bạn là được lót đá và cũng khá là dốc nha, nên các bạn đi cẩn thận nha. Sự biển các bạn thấy không, lúc nào cũng có những cái loại cây giống gì này các bạn, nên không biết cây này cái gì, nhưng mà ở đây có xương rồng nè, đó xương rồng sự biển nha. Sáng ngày hôm nay á các bạn ơi, không gian này chắc có nên đi luôn á các bạn, thì cho các bạn thấy không, cái không gian này có nên đi luôn. Trước khi mình bước xuống Eo Gió đó các bạn, thì ở trên ta cũng xây dựng một số cái tiểu cảnh nha. Thì mùa xuân mà đúng không các bạn? Nhiều quá học giả, nhiều quá mai giả, mai giả nha. Wow, ở đây thì bắt đầu đã có những anh chị chụp hình cưới rồi. Nhìn ở đây thì các bạn có thấy này, các bạn có thấy gần hơn đúng không? Thì gần hơn tới cái tượng Phật Hai Mặt, thấy chưa? Đó, và trên đó nó có một cái đài quan sát và có một cái ống dòm này để cho mình nhìn nè. Mình ngắm nguyên cái khung cảnh cái biển này nè các bạn. Gió này á, đó, lên đây. Wow. Wow. Các bạn ơi, các bạn nhìn nó hoành tráng không các bạn? Giờ này đứng ở đây là gió lồng lộng luôn. Gió thổi. Các bạn ơi, các bạn thấy cái điểm nhấn không? Điểm nhấn là những cái hàng rào nè, xây bằng đá xi măng với cái màu đỏ này nè, tạo một cái điểm nhấn cái xuyên suốt hành trình luôn, và cũng tạo cái sự an toàn nữa. Đó là khi các bạn chụp hình lên với cái hàng rào này, các bạn nhìn thấy rất là nhiều bạn check-in chụp hình lên rất là đẹp đó. Đứng ở đây nên sẽ nói với các bạn về vấn đề hồi nãy ha, cái về Kỳ Co á. Thì Kỳ Co nó có hai con đường đi, một là các bạn đi đường bộ, hai là bạn đi bằng cano. Nhưng mà bộ này các bạn nhìn nè, nó sóng nó như thế này nè, quá trời biển động luôn, thì không có đi cano được đâu, chỉ có đi đường bộ thôi. Đường bộ thì cái giá vé á, thì nếu các bạn đi bằng taxi đây nha, đi bằng taxi thì một người là 270.000, họ chở cho các bạn, họ bao bạn hết luôn, điểm nào tham quan gì đó họ chở các bạn lên trên đỉnh núi, và trên đó có mấy cái cơ bản điện gió các bạn. Còn á, các bạn đi bằng á, tới đó xong rồi các bạn có dịch vụ ở đó thì 150 một người đó, để các bạn lên trên các bạn chơi đó, thì theo đi thì biết gì thôi, đi thì định lái bằng xe hai bánh vượt lên đó, nhưng mà để chút xíu nữa coi biết có lái được không, thì nếu mà lái được thì đi sẽ gửi đến các bạn những cái thước phim ở trên đó cho các bạn xem nha. Còn bây giờ á, thì các bạn khám phá Eo Gió này đi. Thứ hai nên hỏi á, thì Eo Gió này có lịch sử hay là có cái câu chuyện gì không mà để đặt tên là Eo Gió, nhưng mà thật sự nó không có, nó chỉ là một cái eo và gió lồng vào thôi, nên là Eo Gió thôi, đơn giản là vậy thôi các bạn. Các bạn ơi, nên ta đứng ở ngã ba đường nha, ngã ba cục tình luôn đó. Khi mà xuống đây á, một các bạn đi xuống đây nè, đây mình đây có bảng nè, đây đó, đi về bên phải nếu mà theo cái hướng đi xuống á. Nếu mà theo cái hướng mình nhìn vào cái hình á, thì là bên trái là đầu rồng. Còn mà đi xuống nữa nó là đá địa nha, đây. Rồi. Vì sự nghiệp review đi xuống đi hai chỗ cho các bạn xem luôn. Bây giờ mình đi bên phải trước nha các bạn. Các bạn đi cái mùa này nhớ cẩn thận nha, đường rất là trơn trượt luôn, mấy cục đá này rất là trơn nha các bạn.
do như vậy đó nên là nó có biểu tượng nó tên là đầu rồng đó các bạn ơi, nhìn tựa tựa cái đầu con rồng gì đó. Đó, để lên nè các bạn thấy không, người ta có để một cái bảng nè, giếng tiên đầu rồng đó, mà cái giếng nằm đâu ta? Nên nên tự hỏi cái giếng nằm đâu ta, chưa thấy cái giếng. Nghiêm ta ngồi trên một cái tảng đá rất là bự nên xuống tới dưới này nè các bạn. Các bạn thấy không? Đây nè các bạn nhìn xung quanh nè, rất là nhiều những cái tảng đá bự, và xen lẫn vào đó là những cục đá nhỏ trông rất là đẹp không các bạn? Cực đẹp ha. Wow, đây các bạn thấy không, rất là đẹp nha. Đó, tới đây các bạn nên thử cảm giác lượm đá giống nên rồi nha, rất đẹp. Wow, rất là thích những cái cục đá dưới này, nhìn trông rất là đẹp. Và dưới này á, khi mà các bạn nhìn ngược lên lại á, các bạn có thấy được nguyên một cái eo vậy nè. Đó, nguyên một cái eo ứ lượng vậy nè. Đó, rồi bây giờ mình đi tiếp qua bên kia coi như thế nào nha các bạn nha. Giờ thì mình đi con đường ngược lại nha các bạn, đi. Đang đi mà trời nó mưa phùn nữa, cảm giác như đang ở trên Đà Lạt đó các bạn ơi. Lạnh lắm nha, gió rất là lạnh. Rồi các bạn thấy không, đây, bạn chỉ dẫn xuống đá địa mà để nên cho các bạn thấy một cái khung cảnh tuyệt đẹp khi các bạn nhìn từ đây nha. Đây, wow, ánh mặt trời chuẩn bị hiện ra nè. Các bạn thấy nó bao la hùng vĩ không các bạn? Cực kỳ bao la hùng vĩ ha. Wow, quá đẹp, quá đẹp các bạn ơi, quá đẹp. Ấm bao la vào hẻm nha. Các bạn có thấy trước mắt các bạn không? Một con hẻm, một hẻm núi rất là đẹp nha. Đây, nè các bạn, bãi san hô 50m, tức là dịch vụ gắm san hô lại dưới đây luôn đó các bạn ơi. Nhưng mà các bạn thấy không, hôm nay biển rất là động luôn nên là không thể nào đi được đâu, chỉ có mùa hè mới là đi ngắm san hô được thôi. Rồi, nên tới hẻm thiên đàng rồi các bạn ơi, và mưa càng ngày càng nặng hạt này hạt rồi, thì nên chỉ nói ngắn gọn với các bạn để mà nên đi lên lại thôi. Đây đó, nếu mà xuống đá địa là các bạn thấy như nè, nhiều tảng đá chen chúc nhau, mà những cái tảng đá bên đây nó còn bự hơn tảng đá bên cái đường bên kia nữa đó, trông rất là đẹp nha. Các bạn thích những cái thước phim thì tới đây chụp hình rất là đẹp. Lên đây tình cờ nên thấy được mấy dãy núi kìa các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Đó, một mẹ với hai con, nhìn đẹp không các bạn? Đẹp quá ha. Đây nè, dãy núi nè. Đó, các bạn có thấy không? Đây nè. Ở dưới này là ba chú dê phải không? Ở trên này một đống nữa nè. Ô, nhìn đảo quá, dễ thương quá. Hello mọi người, giờ thì mọi người hãy theo nên đi lên đài quan sát nha. Ở đây người ta đã đặt cho mình một ống dòm nè. Wow.
muốn quan sát nguyên cái eo gió này á, đó thì lên đây, đó có bạn ấm dòm này hỗ trợ rất lực cho mọi người. Nhưng mà cái điều mà Ninh muốn lên đây á, không phải là vì nhìn cái eo gió này một phần thôi. Đây, đây, các bạn cho thấy một cái view vô cùng đẹp này các bạn. Đó, đây là một cái trong những cái địa điểm tham quan check-in mới nổi. Đó là tượng Phật Bà Hai Mặt. Đó, và xa đằng kia này các bạn thấy không? Cái khu FLC mà nơi đi cư trú nè. Và xa xăm nữa các bạn thấy rất là nhiều những cái cột điện gió. Không, một cái view tuyệt phẩm không các bạn? Rất là đẹp nha, ở trên đây nhìn xuống cực kỳ đẹp. Các bạn đã đến eo gió của Quy Nhơn một lần nha các bạn. Gì? Eo gió Nhơn Lý. Các bạn Quy Nhơn nha các bạn. Xong rồi thì Ninh xin kết thúc chương trình tham quan eo gió tại đây và review eo gió đến các bạn nha. Thì Ninh xin gửi lời tạm biệt eo gió. Bye bye eo gió. Bye bye Phật. Bye bye mấy chú về nha. Và giờ Ninh sẽ về lại khách sạn và ăn sáng, và sau đó Ninh sẽ gửi tới các bạn những thông tin đẹp nữa. Mà trong cái đợt đi eo gió này á, có một điều Ninh chỉ nói thôi, đó chính là Ninh không có bay live cam được, tại vì thời tiết đang rất là xấu, và thứ hai nữa trời cũng mưa phùn các bạn, thì gió rất là mạnh nên là không có bay được. Các bạn thấy không, tóc của Ninh bay ở trên đây nè, đó đầu Ninh nước luôn, mưa dữ lắm luôn á. Rồi kết thúc ở đây và Ninh về lại khách sạn ăn sáng, và Ninh sẽ review tại nơi địa điểm ăn sáng cho các bạn xem nha. Bye bye. Wow, thì bây giờ Ninh đã đi vào chỗ ăn sáng lại đây mình, các bạn ơi, cũng là khách sạn Kỳ Co thôi. Sáng ngày hôm nay rất là đông nha. Đây là một cái quầy nước, có rất là nhiều loại nước các bạn thấy không? Đây. Dễ thương không, dễ thương không? Đó, cà phê và cà phê sữa người ta làm sẵn luôn, người ta để trong một cái thau đá bự nhìn đẹp quá các bạn ha. Sáng nay kế bên thì có quầy bánh mì nè các bạn. À, các bạn ơi, thì Ninh đã li một vòng cho các bạn thấy bộ chỗ ăn sáng không? Thì bây giờ Ninh sẽ đi góp nhặt mấy cái này, chút xíu Ninh sẽ quay thêm các bạn nha. Giờ Ninh lấy bàn, lấy đồ ăn. Để cho các bạn pha chế những sữa chua này. Sữa chua kết hợp với trái cây, sữa. Đó, và những cái xúc, những cái đồ chiên mà làm ở đây. Đây có cháo trắng nha. Rồi đây có súp đó, ngon không? Và đối diện qua các bạn là có quầy bánh và trái cây nha, rất nhiều loại bánh luôn. Mình bánh ngon không các bạn? Ngon quá nè. Trái cây thì có một số loại trái cây, nhưng mà Ninh rất là thích ở đây là toàn là trái cây Việt Nam này các bạn, trái cây Việt Nam hết luôn. Và ở đây thì có cái quầy nguội nè, cái quầy những cái gia vị nguội các bạn, phô mai nè, thịt nguội, có salad ăn kèm. Wow, để chỉ cho mọi người cái quầy này nha, đặc biệt ở chỗ mọi người thấy cái này không? Cái này thì biết làm gì không mọi người? Đây là để mình bỏ mấy cái này vô mình chọn salad nha. Đây để mình làm thử cho mọi người, sau này mọi người đi những khách sạn mọi người biết nha. Nè. Đó, đi những khách sạn mọi người biết. Đó, mọi người bỏ mọi thứ một chút vô. Đây. Đó. Vừa đủ ăn thôi nha, vừa đủ phần ăn của mình thôi nha. Đây, tới đây. Đó. Quay nó xếp thành hết rồi. Đây. Rồi giờ nó xếp vô. Đó.
làm gì nè. Rất là nhiều bạn khi mà đi vô ăn buffet, các bạn không có biết cái này để làm cái gì nha. Thì hôm nay mình chỉ cho các bạn luôn đó, để làm những cái công đoạn gì nè. Các bạn chọn đâu một salad cho các bạn ăn, vừa đủ ăn thôi nha, đừng lấy nhiều quá. Giờ là các bạn có một phần salad ngon đủ chưa? Đó, thấy không? Còn bên đây là cái quầy mà lúc nào ở những cái buổi sáng đều có hết. Đây, những cái quầy như trứng nha. Đó. Bánh, à, cái này nào. Bánh nè. Bánh tét nè. Wow. Đây, đây mì xào. Đó, sườn. Có thêm bánh hỏi nó hấp dẫn luôn mọi người. Lấy bánh hỏi ăn luôn. Niên cũng đang thèm bánh hỏi nữa. Khi mà đi một vòng á cả nhà thì đây là phần ăn sáng ngày hôm nay đi sẽ ăn, và ăn xong thì sẽ lấy nữa. Đặc biệt ở đây có salad hồi nãy đi trộn rồi đúng không, đi trộn review cho mọi người đúng không. Thì kế bên đó là phần bánh, thì nên thấy những cái loại bánh này ngon nên là lấy đó. Và kế bên là phần bánh mì nha. Bánh mì thì có một số loại, có bánh mì thường nè, rồi bánh mì này lúa mạch, đúng rồi, và bánh đó, bánh sừng trầu, mọi thứ một loại, mình lấy một cái thôi đó. Và bên đây thì có phần trái cây, thì nên rất là thích ăn trái cây Việt Nam nên là lúc nào cũng là trái cây Việt Nam hết. Rồi tiếp theo đó là cái phần bánh hỏi nè, có bánh hỏi đó, có chả, và một phần trứng này để ăn với bánh mì này đó, và một cái súp. Và cái món chính á là cái món mà đặc sản của người miền Trung nha các bạn, Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Yên nha, đó là bún chả cá. Đây bún chả cá. Thì ở cái chỗ có quầy mà nước á, đồ nước á, thì có thêm bún bò nữa. Thì để Ninh ăn xong cái này Ninh sẽ tiếp tục review cho các bạn bún bò nha. Bây giờ nè, chúng mình ăn món này trước. Ăn thử bún cá, ra đây là phải ăn bún cá nha các bạn. Đây bún chả cá nha. Cái chả cá rất là ngon các bạn ơi, dai ơi là dai mà rất là thơm. Tức là cái chả cá này ốp rất là vừa miệng, ốp cực kỳ ngon, nói chung là rất ngon miệng. Rất là ngon luôn. Xíu nữa mình thử thêm cái món bún bò nữa gửi đến các bạn.
Và như nãy á, cái hàng nước đó các bạn rất nhiều loại nước nha, nhưng mà nên chọn hai loại nước. Thứ nhất là nước ép chanh dây để nó có vitamin C vào buổi sáng. Và thứ hai là không thể thiếu được, đó là ly cà phê sữa đá của Ninh. Lúc nào nên đi đâu và làm gì, buổi sáng đều có ly cà phê sữa đá hết. Và bây giờ tiếp theo Ninh sẽ ăn và chút xíu nữa Ninh sẽ review có cái bún bò cho các bạn nha. Xúc sắc nữa không mọi người. Bây giờ đây tới bún bò nha. Bún bò. Đây. Đó. Bún bò. Rồi thấy miếng bò đã không? Cái này chắc là bắp bò á, có gan luôn nè. Không. Để anh em thử nha. Cái miếng bò này mọi người rất là thơm và mềm. Mềm lắm luôn. Cái gan của nó mọi người ăn mọi người không cảm giác được, nó cứng luôn. Rất là ngon, thơm lắm. Và cái nước lèo á, cái nước lèo rất là nhiều miệng nha. Tới đây các bạn nên thử. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay lại có một cái món đặc biệt hơn nữa, cũng của miền Trung mà luôn, nên sẽ thử cho các bạn ăn. Đó chính là món bánh bèo. Để đi đẩy cái này qua xíu đi. Các bạn ơi, đây là một món đặc sản người miền Trung, nên đi tới đây đi phải ăn liền bánh bèo. Wow, nhìn đẹp không? Các bạn nhìn dễ bánh bèo đẹp không? Cực phẩm ha. Đây. Đây nha. Wow, nước chấm nè các bạn thấy không? Ớt nè, hòa quyện vào nhau. Rất đậm vị người miền Trung các bạn ơi. Ngon lắm. Ngon. Đó. Kẹp gì? Kẹp gì ăn mấy bạn? Số 1. Các bạn ơi, cái món chả cá này các bạn, nó quá ngon đi. Để tới nỗi mà nên phải ăn thêm một cái tô thứ hai. Lần đầu tiên mà nên đi ăn buffet sáng mà nên ăn luôn cả thêm một cái tô bún. Thêm một cái tô nước. Nhìn thấy ai, nhìn thấy không? Trời ơi, xúc sắc lắm. Chả cá rất là ngon, thật sự. Và rất là đậm vị, nên đi ăn mà thứ hai. Các bạn tới FMLC Quy Nhơn Grand, các bạn nên thử cái món này nha, nên nhắc đi nhắc lại món này tại rất là ngon. Nên rất là thích ăn hai loại bánh, một là bánh này, hai bánh này. Các bạn ơi, các bạn thật sự nên có một cái lời khen rất là khen cho những cái đặc biệt là những cái khu resort và khách sạn 5 sao nha các bạn. Đó là phong cách phục vụ rất là chuyên nghiệp và rất là tốt. Thì các bạn thấy không, như sáng ngày hôm nay á, thì lúc nãy Ninh đang ăn sáng á các bạn, thì lúc đó là chuẩn bị gần 10 giờ rồi. Thấy không, thì bây giờ đã qua 10 giờ rồi nè, bạn thấy không? Đó. Thì lúc đó cái ly cà phê của Ninh uống còn chưa uống hết nữa. Tại vì Ninh ăn xong Ninh mới uống. Do Ninh đi là xuống ăn rất là trễ. Tại vì Ninh đi review eo gió cho các bạn đó. Đó, thì các bạn nhân viên đã nói với Ninh á là anh ơi, 10 giờ là bên em sẽ hết cái phần là phục vụ và tụi em sẽ dẹp hết tất cả đồ ăn, anh còn order gì nữa không? Thì Ninh có nói một câu á là anh rất là thích uống cà phê sữa, em có thể làm cho anh cà phê sữa được không? Đó, thì bạn thấy không? Bạn ấy đưa ra cho Ninh nguyên một cái ly cà phê sữa và Ninh nói là làm cho anh cái ly bự đi, thấy không? Làm cho Ninh nguyên một cái ly bự. Và cái điều hay ở đây á, Ninh muốn chia sẻ với các bạn á, đó là cái gì? Đây,
bạn ấy để sẵn đá riêng để cho Nin khi nào Nin dùng xong bữa ăn Nin uống nè. Mà thấy không, nó không có bị loãng cái cà phê sữa. Và thứ hai, bạn ấy nói với Nin là em không có biết là uống đậm hay là ai muốn sữa nhiều nên em lấy luôn sữa. Các bạn thấy không, đây là một điểm Nin rất là khen ở những cái khách sạn và những cái resort làm sao, đặc biệt là FL Seren này nha các bạn. Và thêm cái phần này nữa này các bạn, sữa chua ha, sữa chua. Lúc nãy Nin đi lấy sữa chua thì lúc đó là sữa chua nó hết, là cũng gần 10 giờ đóng cửa luôn rồi. Thì các bạn xuống dưới và lấy phần sữa chua lên cho Nin luôn. Các bạn thấy không, sự Nin rất là đánh giá cao và cho 5 sao luôn, 5 sao cộng luôn á các bạn. Nên á là khi mà các bạn đi nghỉ dưỡng ở những cái resort á thì đổi lại á, là những cái giá trị mà các bạn nhận được rất là nhiều. Thì Nin sẽ làm một cái góc tư vấn về những cái này cho các bạn nghe. Hiện tại giờ đang có vấn đề này thì Nin nói cái này chia sẻ đến các bạn thôi. Nin rất có lời khen, rất là có lời khen cho các bạn nhân viên ở FL Seren. Hi các bạn ơi, thì hôm nay á, là Nin định ngày thứ hai á, là sẽ đi lên những cái điện gió ở trên kia, nhưng mà thời tiết đang rất là xấu nên là Nin không có đi được. Thì nếu mà ở mình cái khu resort á, mình không có tận dụng hết cái tiện ích thì cũng hơi ổn đúng không các bạn. Thì Nin bắt đầu sẽ đi spa để mà review với spa cho các bạn xem nha, đi cùng với Nin nha các bạn. Bên tay trái này các bạn thấy sàn gót đẹp không? Wow, có nguyên cái khu sàn gót rất là đẹp ha. Thì ngày hôm qua cái khu bãi biển của mình đi là bên khu FLC Luxury, nhưng mà còn hôm nay mình đi spa thì nó lại nằm ở cái khu của Brand đó. Thì bây giờ mình sẽ đi tới nhà, nhưng mà các bạn nhìn đi, bên đây rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, trên đường đi đó các bạn thấy không? Đó, nghe chăng, nguyên cái dãy bên tay phải của Nin nè, đều là villa hết luôn. Đó, bạn nào mà có gia đình á, ở gia đình khoảng 4, 6, 8 người gì đó thì cái khu này rất là đẹp. Hôm trước là trồng những quả giấy đủ sắc màu hết. Đó, rất là đẹp không các bạn? Các bạn có gia đình hoặc là đi chung một đại gia đình thì mình ghé đây nha, để trải nghiệm những cái khu villa nè. Tại vì villa thì nó gần biển luôn. Đó chứ các bạn, dưới là cái khu spa nó cũng gần biển luôn. Đó, các bạn thấy không, khu có rất là đẹp luôn các bạn ơi, cực kỳ đẹp. Wow, bước xuống mình gần tới khu spa nè các bạn. Nhưng mà ở khu dưới này rất là đẹp nha, tại nó gần sát bên những cái điện gió luôn nè. Đó, bên tay trái là Swan Sai. Tiếp theo đó sẽ là khu mấy cái khu này tối nó có màu đậu không em? Các bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ tới cái khu Nature Spa. Và đối diện cái khu này á, đó là cái lúc đó, Cheers Cheer Fun Club đó. Thì cái lớp này bây giờ nó không có hoạt động các bạn đó. Thì qua đây giới thiệu sơ cái lớp này đi. Thì Nin sẽ giới thiệu sơ cái bên cái phần lớp ngoài bể biển này cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, ở đây nó có một cái hồ bơi tràn bờ nữa, nhìn về biển vô cùng đẹp này các bạn. Khu dưới này cũng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó. Đây. Đây. Các bạn thấy không? Bên phải là có một cái bút. Đó. Bên trái này, bên trái có một cái lớp. Thì cái lớp này đang hoạt động. Thì mình có thể uống cà phê chứ không cần phải là nhậu gì đâu nghe các bạn. Không cần phải có thể uống cà phê, cocktail, nọ kia. Đó, các bạn nhìn thấy nè ha, cái thiết kế này nè. Cái thiết kế mà những cái ghế ngồi á các bạn, nó âm ở dưới luôn. Đó, nó âm ở dưới. Thì cái voucher của Nin á là được giảm 15% đồ uống ở cái khu này. Thì nếu mà được thì tối nay Nin sẽ ghé qua đây để uống chiêu chiêu với các bạn cho nó vui, ngắm biển ở đây nha. Các bạn thấy bãi biển nè. Đây các bạn thấy không, một cái hồ bơi vô cực vô cùng đẹp. Đó, cực phẩm không các bạn, và rất là nhiều người chụp hình ở đây nha.
qua đây các bạn, vô với Ninh nha. Khu spa này có một cái sảnh vô cùng lớn và vô cùng đẹp mọi người. Đó. Với một cái không gian rất là ấm cúng giữa cái gam màu mà trắng với vàng, đúng không? Với những ánh đèn vàng từ những cái đồng chùm nó xuống nè. Các bạn thấy không? Chính giữa có một cái tiểu cảnh hồ nước làm cho cái không gian ở đây đó là nói chung là thư thái các bạn. Khi bước vào spa thì được cái welcome drink này các bạn, và một cái khăn ấm nha, để mình có thể làm mặt nữa, dễ thương quá ha. Thì không gian sảnh là bên đây đúng không các bạn? Wow. Ở đây nó có hai cái dãy nhà, trong cái spa này nó có hai cái dãy nhà, chính giữa hai dãy nhà là một cái công viên. Rồi các bạn thấy không? Đây, cái không gian ở ngoài đây nè các bạn, nó có những cái dòng nước uốn lượn. Đó. Và nếu bạn nào mà đi hai người á thì các bạn có thể nằm ở đây chơi luôn. Thì ở đây tổng cộng có 42 phòng, 38 phòng thường và 4 phòng VIP. Phòng VIP thì có cái gì? Phòng VIP là mình phải mua, ngoài cái gói mình mua thêm nữa là 450.000 một phòng, trong đó là có sông ướt, sông khô và có cả bể sục. Đó. Thì tiếp sau đây các bạn nhân viên sẽ dẫn mình đi coi nha. Wow, ở ngoài sau này thì có nguyên một cái bãi sục lớn nữa nè mọi người, nhưng mà hiện tại đang chưa đi vào hoạt động. Các bạn ơi, thì hôm nay á có lệ sẽ là người dẫn Ninh đi tham quan một vòng cái khu spa này nha các bạn. Đây là phòng dành cho nam này các bạn. Tay em nói lớn lên cho mẹ nghe. Thì phần sông hơi của em mua mình ở bên này. Wow. Các bạn ơi, thì tiếp theo mình sẽ đi tới cái phòng VIP nha. Tại vì cái phòng của nữ thì nó cũng tương tự phòng của nam thôi, không có gì. Cái khu này rất là rộng luôn các bạn ơi, tha hồ ấy. Và wow, thì tiếp theo đó là mình sẽ đi tham quan cái phòng VIP của khu spa này nha các bạn. Wow. Là phải giống với phòng thường, nó sẽ là hai giường. Vui bia thì khác là sẽ có cả sông hơi ở trong này. Cả sông mặt ướt, sông hơi khô, có cả mặt sục và tấm lưng nhân tạo, có cả phòng mình luôn. Wow, cái phòng này nó có cả cái khu tắm lưng nhân tạo ở đây các bạn. Đó, nữa. Nằm lên lái thành những cái giò này nó sẽ buông cho các bạn lắm. Đó. Thì các bạn tham quan nha, đây. Đây là phòng sông khô dành cho hai người. À, sông khô này. Nằm đây. Sông khô thì luôn có đá để mình chế nước vô nè. Thấy không? Đó, ngoài các bạn thì nó có một cái bột sục nữa nè. Đó. Wow, bột sục có hoa để vô nữa nè, hoa giấy nè, nhìn đẹp quá nè. À. Nói chung là cái phòng VIP này nó sẽ là riêng tư hơn, tiện nghi hơn. À. Nó có đầy đủ luôn, nó có cả cái liệu trình về foot massage nha, không? Tất cả các phòng đều có. À, đều có hết đó.
cho rất là đẹp ha. Bạn nào mà đến FLC nghỉ dưỡng thì nên tới đây để mà làm spa, làm đẹp lại nha. Hoặc là mình có thể tái tạo ra năng lượng. Hãy các bạn refresh lại, refresh năng lượng của bạn nha. Và đây sẽ là phòng VIP dành cho một người nha mọi người. Ờ, trông cũng rất là riêng tư nha. Nói chung là tất cả mọi thứ thì tương tự thôi, nhưng mà chỉ có một cái giường. Một giường thôi. Thì bên em sẽ có tổng cộng là 42 phòng, trong đó sẽ có 38 phòng thường và 4 phòng VIP. Thì trong đó là có 4, có 2 phòng VIP là giường đôi và có 2 phòng VIP là giường đơn. Hi, chào các bạn nha. Thì Ninh đã dẫn cho các bạn đi một vòng cái khu spa của FLC Quy Nhơn rồi đúng không? Các bạn thấy rất là đẹp ha. Thì nếu bạn nào có dịp tới nghỉ dưỡng tại đây thì các bạn nên vào để mà thưởng thức những dịch vụ spa ở đây nha. Ninh thấy rất là chuyên nghiệp và hầu như là có tất cả mọi liệu trình và những cái gì các bạn mong muốn đều có thể có ở đây được. Đó, thì các bạn thấy một cái không gian rất là đẹp này thì các bạn sẽ tái tạo lại năng lượng rất là nhanh cho một cái kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm hay là nghỉ 4 ngày 3 đêm gì đó nếu các bạn có dịp ghé đây nha. Hey, hello mọi người, sau khi mà Ninh đi spa xong á thì về Ninh sẽ sử dụng tiếp cái tiện ích thứ hai tại cái khu này, đó chính là phòng tập gym. Wow. Thì các bạn hãy cùng theo chân Ninh tập gym nha. Cái khu tập gym này á, mệt quá. Mọi người có tới đây thì trải nghiệm nha. Nói chung là trang thiết bị máy móc rất là hiện đại. Bye bye. Wow, hello, chào mọi người. Buổi chiều ngày thứ hai tại Quy Nhơn thì Ninh định đi ra tắm cái hồ bơi vô cực ở gần cái spa và cũng gần cái bãi biển luôn ở bên Kuren để cho mọi người tham quan, nhưng mà cuối cùng trời mưa rất là lớn luôn cả nhà ơi. Thì thôi, Ninh sẽ tắm cái hồ bơi ở trong nhà ở Ren cho mọi người nha. Thì cái hồ bơi này á, là nước nóng là 24/24 luôn, nên mọi người tắm ở trong nhà nó không có bị lạnh. Còn cái hồ bơi kia nếu mà giờ này tắm thì sẽ rất là lạnh. Mà thật sự cái hồ bơi đó rất là đẹp nha. Thì bây giờ thôi, đi với Ninh tắm hồ bơi trong nhà nha. Mọi người ơi, khi mà xuống tới cái hồ bơi trong nhà này thấy toàn nước trong. Ngại quá, nhưng mà thôi xuống tắm đi chứ ở ngoài nè. Người thấy nè, ở ngoài trời đang mưa rất là lớn đó, nên là không có tắm được. Vâng. Hai cả nhà ơi, Ninh vừa trở lại tuổi thơ với hai bé kia chơi trò chơi bắn nước. Bây giờ Ninh trở lại với tuổi thật sự của em nữa bạn. Bye bye, giờ tắm đây. Ninh xin chào cả nhà và chào buổi tối thứ hai tại Quy Nhơn nha. Đây. Đâu.
Khi vừa bước xuống thấy nguyên chậu hoa đẹp quá, mà đều là hoa thiệt hết nha cả nhà, hoa thiệt hết luôn nè. Đó, thì bây giờ mọi người hãy cùng đi ăn tối nha, ở một xà là ở một cái nhà hàng ngay cạnh bờ biển luôn, đó là nhà hàng Sisa của cái khu FLC luôn ngay cả nhà. Cùng với đi nha, thấy đi mặc đồ lịch sự không? Đi thôi. Các bạn ơi, các bạn có thấy khách sạn FLC chu đáo không các bạn? Khi mà Ninh mượn các bạn ủi á, cho luôn cả cái đồ mà để quần áo lên để ủi luôn này các bạn. Về cái khía cạnh này đó nha, rất nhiều khách sạn khác á, là các bạn á, không có được mượn mà ủi đâu. Tại vì á, là cái phần đó là nó sẽ có một cái phần dịch vụ giặt là riêng. Nó còn ở FLC này Ninh thấy quá tuyệt vời các bạn ơi, Ninh cho điểm cộng luôn. Quá ok. Thôi đi nhà hàng xa xa thôi mọi người. Hai các bạn, sau một chặng đường khoảng một cây số thì chúng ta từ khách sạn trên kia qua các cô bên đây thì Ninh đã tới được cái nhà hàng Sosa này các bạn. Buổi sáng á, là Ninh đã có nhiều view sơ rồi, thì bữa nay buổi tối đi ăn luôn. Đã thấy bên đây đẹp quá. Các bạn thấy không, nhà hàng Sosa mà nãy Ninh giỡn, Ninh đọc là Sisa đó các bạn, còn cái bạn bảo vệ đọc là Sa Sa đó. Hôm nay cái menu thì cũng giống như cái nhà hàng kỳ co thôi, thì bên đây cũng giống thường thường vậy thôi. Bây giờ Ninh sẽ gọi món và sau đó Ninh sẽ review cho các bạn xem nha. Thì đây nè, đó thì những cái thực đơn nha, thì gồm có đồ ăn nè, nước uống, rượu bia ha, và đồ ăn giặt nữa đó. Thì rất là nhiều món để cho các bạn lựa chọn nha. Đây là nước uống nè, đó rất là nhiều loại nước uống nè. Rồi bên đây là đồ ăn nè, đó cũng rất là nhiều loại đồ ăn nha, nào khai vị rồi món chính rồi chén miệng rồi những cái món tây đó ăn ha. Rồi ở đây là rất là nhiều loại nước uống nha, rượu bia rồi tất cả mọi thứ luôn, cóc theo này đầy đủ đó. Thì Ninh đã kêu có phần ăn tối rồi, thì giống như Ninh hay nói với các bạn á, buổi tối Ninh ăn rất là ít, thứ hai nữa là Ninh không có ăn đạm nhiều, nên chút xíu nữa Ninh sẽ review những cái món ngày hôm nay Ninh kêu nha. Hey, gia đình ơi, đây là không gian của ngoài quán Sosa này mấy gia đình đây. Đó. Nếu mà thời điểm đông khách á, thì họ có mấy cái họ cũng có mấy cái bàn ghế nhưng mà cái kiểu chìm á mọi người. Cái kiểu này bây giờ cũng đang rất là thịnh nha, cái kiểu chìm gì nè. Đó. Ở đây. Ở kế bên như hồi sáng Ninh đã nói rồi á, là một cái view hồ bơi rất là tuyệt đẹp. Đây. Đó. Và nhìn về khách sạn nè, nhìn về cái nhà hàng nè mọi người. Đó, người thấy không? À. Thì hôm nay á, đi có buổi tiệc sinh nhật nên nó hơi đông, nhưng mà người ta cũng đã về rồi, chỉ còn Ninh thôi. Đây, nhìn ra đây. Wow. Bữa nay đó là ông trăng rất là sáng luôn gia đình ơi. Đó, và ngoài đây nè. Thấy không? Gia đình có nghe tiếng sóng biển không? Đó, biển nè. Và ở đây á, bên khu bên đây á dẫn cho mình xuống biển được luôn nè mọi người. Đó. Biển còn rất là sáng luôn, người ta dọi những ánh đèn xuống nè để cho mình có thể đi biển ngắm biển chơi luôn đó. Và nhìn xéo nè đó, à, mọi người sẽ thấy đúng không, đây nè mọi người sẽ thấy đó là cái khu của Ninh ở đó đó. Từ khu đó chạy xuống đây mắc cả cây số đó, nên bạn bảo vệ nói là xô xà thành xa xa đó, nó giỡn đó. Đây, wow, thật sự tối mà ở đây nghe tiếng sóng biển rất là đã cả nhà. Thì tiếp theo là Ninh sẽ vào và ăn và review cho mọi người nha. Đây, cả nhà có thấy món đầu tiên chưa? Có hấp dẫn chưa? Đó, tin tưởng với em á, nên là món hấp dẫn quá. Wow, cái món này là món gỏi bưởi nè. Em có thể giới thiệu sơ về cái món này có gì không? Bữa bưởi thì có thành chính, thành chính là bưởi à, và mật tầm ăn cơm kèm một số loại rau nữa. Rồi vẫn là cái khăn hình lá tre. Đó, đây nè cả nhà,
thấy một cái món ăn đẹp không? Đây là gỏi bưởi nha. Thì hồi nãy em có nói đó, nhưng mà có thể em nói nhỏ quá mọi người không nghe. Gồm có thành phần là bưởi và mực lát, mực lát và một số dao húng để mà ăn kèm đó. Hấp dẫn quá nhưng mà đẹp quá, để lát chụp nguyên một mâm luôn rồi review sau nha cả nhà. Ok đúng rồi, anh dùng ý. Wow đẹp quá. Đây. Tiếp tục. Ngày hôm qua nếu mà các bạn có xem tập 1 của Ninh á, thì buổi tối Ninh cũng ăn là một món Âu và hai món địa phương. Thì hôm nay cũng vậy, một món Âu và hai món cũng rất là đặc trưng của Việt Nam luôn. Đây. Đây món Âu là món mì Ý. Mì Ý spaghetti. Nhìn hấp dẫn không cả nhà, nhìn rất là đẹp ha. Rồi. Cái món thứ hai là mì xào hải sản, rất là đặc trưng Việt Nam. Đây, tổng thể 3 món ngày hôm nay đi kêu nè. Mọi người nhìn rất là đẹp không? Wow. Và không thể thiếu bằng bạn Coca-Cola ha. À, quên đó mọi người, cái Nin hay nói đùa là đồ ăn nhìn đẹp quá không nỡ ăn luôn, thật sự. Nhưng mà nhìn quá đẹp. Thì bây giờ Nin sẽ ăn trước cái món mì Ý để cho mọi người xem thế nào nha. Đây. Nin sẽ ăn món mì Ý sốt cà chua. À. Wow, mọi người thấy không? Khói nó lên không? Nóng mà khói lên luôn nè. Đã không? Đã quá cả nhà ơi. À. Wow, ăn thử nha. Oh. Rất là ngon mọi người. Cái sợ mì Ý này nè, rất là thơm, kết hợp với cái sốt cà chua á, mà nó cảm nhiên, cảm giác nó có cái mùi vị của gừng nữa, nên nó hòa quyện, nó rất là ngon luôn nha. Yeah, ăn lại nè, hấp dẫn không? Mọi người tới FLC Social nhớ thử cái món này nha. Social nhớ thử cái món này nha. Này rất là ngon. Wow. Giờ lại cái món thứ hai nè. Wow. Mì xào hải sản. Cái mì này là cái mì cuộn á mọi người, chứ không phải là cái mì gói nha. Đó. Đó, cái miếng mực cũng rất là bự. Tôm cũng khá là ok. Dưới cải trên thì mình sẽ ăn thử cái món này như thế nào nha. Ăn trước miếng mực nè. Cái mực á, khi mà nó rất là tươi nhưng mà nó được xào á mọi người. Xào như là nó ám một lớp khói á, ăn cảm giác rất là ngon nha. Ăn bên này. Cái mì này nè, nêm nếm rất là đậm vị, Bắc Trung Nam đều ăn được. Món này Bắc Trung Nam ăn được, rất đậm vị. Hàn tử có tôm, có tươi không nè. Nói chung hải sản và mì đều rất là ok và ngon, rất là ngon. Nếu mọi người tới đây nếu mà đói thì nên thử món này nha. Và cái món cuối cùng này nhớ thử cho mọi người. Gỏi bưởi nhìn đẹp quá. Đây. Đây là miếng mực lát nè. Cái hải dầu húng và bưởi. Đây là bưởi nè. Đó. Chấm với nước mắm mặn. Bưởi rất là ngọt,
chung với những cái đào đào húng á, rất là thơm, ăn hòa quyện nhau rất là ngon. Đặc biệt mọi người có phân biệt được là bưởi năm roi với bưởi da xanh nha mọi người. Đó, chỉ cho mọi người được nhận. Cái bưởi mà da xanh đó là nó không hồng 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 hồng. Còn cái bưởi năm roi là nó xanh luôn. Nó rất cần biết đây là bưởi da xanh. Rất là ngon. Rồi. Giờ thì Ninh sẽ ăn và sau đó nếu có cái gì hay thì sẽ nói thêm với mọi người nha. Và xin kết thúc chương trình ở đây để Ninh bắt đầu để ăn nữa thôi, nó nguội hết. Bye bye. Sau khi ăn quá no thì Ninh phải lắc cho nó xuống rồi mọi người ơi, quá trời no rồi. Thì tiếp theo đây á, mọi người sẽ qua một cái bar nha, cái bar vào buổi tối ở bãi biển cũng trong cái khu này luôn, nhưng mà thuộc khu FLC Luxury. Thì chút xíu nữa xe điện tới đón Ninh sẽ ghé vào đó, thì chúng ta sẽ khám phá thêm buổi tối đó có vui không nha. Tại thường á, ok qua tới đó đi, Ninh sẽ nói thêm, bây giờ giữ bí mật. Ninh vừa tới cái Ocean Bull Bar rồi nè, nhưng mà không khí ngày hôm nay rất là lạnh, như thứ hai nữa là vừa mua xong á mọi người, nên là cái Ocean Bull Bar này rất là vắng. Bình thường á, nếu mà vào cuối tuần á là có chơi nhạc của những cái bạn nước ngoài Philippines, các bạn nhạc Philippines chơi ở đây nữa đó, nhưng mà những cái ngày hôm nay á, thứ nhất là khách ít, thứ hai nữa là cái không khí cũng mưa đó, nên là mọi người thấy không, rất là vắng. Nhưng mà ở đây nha, nó được cái rất là đẹp là nó cái view nó hồ bơi nè mọi người, nó rất là đẹp luôn. Nếu mà những cái ngày bình thường mà khách đông á là chỗ này rất là đẹp. Thì thôi bây giờ mình đi xuống biển, mình dạo một vòng rồi Ninh sẽ quay về lại khách sạn. Chứ ở đây cũng vắng quá nên Ninh cũng không có ghé. Thôi giờ mình xuống biển cho đi nha. Hey các bạn ơi, các bạn có thấy tối biển ở đây đẹp không các bạn? Đây nè, bữa nay là thời tiết rất là êm nha, dù hồi chiều trời đã mưa rất là lớn. Thì á, các bạn có thấy không, một khung cảnh vào ban đêm á. Đây, làng chài rất là đẹp ha. Và kế bên làng chài là ngọn hải đăng, các bạn thấy không, nó chiếu những ánh sáng rất là đẹp. Và kế bên đây là những cái chòi để cho người ta tắm biển, người ta nằm ở đây nè. Đó, và không gian ở đây vào buổi tối này với những cái ánh đèn nó chiếu xuống á, khi mình đứng ở đây các bạn nhìn rất là lãng mạn các bạn ơi. Và ở bên đây á là những cái chiếc thuyền thúng thì nó giới thiệu rồi đúng không? Nhưng mà các bạn thấy nè, nhìn xa xa các bạn thấy những cái màn sương không? Những cái màn sương nó buông xuống, nó tạo lên cảm giác rất là lãng mạn. Nếu các bạn mà có tới FLC Grand đó, Quy Nhơn, thì các bạn nhớ bằng đêm xuống đây nha. Rất là đẹp và thơ mộng. Cực kỳ đẹp và thơ mộng. Và ở đây á, Ninh cũng xin chào tạm biệt FLC Grand Quy Nhơn với 3 ngày 2 đêm trải nghiệm với rất là nhiều những cái khám phá mới của Ninh, cũng như là chuyện tải tới mọi người. Và Ninh kết thúc cái hành trình này ở đây, và ngày mai Ninh sẽ bắt đầu một hành trình mới, đó là khám phá thành phố Quy Nhơn các bạn ơi. Thì Ninh sẽ ở FLC City, đó là một nơi cũng là mới khai trương của FLC thôi. Ninh nghe nói vào tháng 8, tháng 9 gì đó. Thì Ninh sẽ về, ngày mai Ninh sẽ về đó, Ninh sẽ chia sẻ với các bạn về khách sạn ở đó cũng như là không khí về đêm tại thành phố Quy Nhơn nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem hết các tập của trong cái chuyến hành trình Ninh đi Quy Nhơn này nha. Và đừng quên cho Ninh một subscribe, một đăng ký kênh và một follow, một share nha các bạn, để cho Ninh có thể có nhiều động lực làm nhiều clip hay cho các bạn. Và đừng quên xem luôn cả những tập Hội An, Lý Sơn và Quảng Ngãi của Ninh nha, tại những tập đó cũng rất là hay. Và Đà Nẵng nữa các bạn. Bye bye. Xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh, và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.